Những ngày vừa qua, chiến dịch lấy lại vỉa hè ở quận 1, quận 3 và quy hoạch hàng rong đang là một vấn đề nóng nhiều người quan tâm. Tương lai của những người bán hàng rong trên các vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh đang lao đao. Thế nhưng, tại góc đường T1, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 10 năm nay, người bán hàng rong có nơi để buôn bán mà không sợ bị đuổi. Khu này được quen gọi với cái tên gần gũi, chợ ông Năm Hấp. Bán ở ngoài kinh á, thì cũng bán vỉa hè ngoài đường, thì cũng chạy sức bắt sang bàn. Chú Thiếm mở chợ cho chị em vô đây buôn bán đặng mà có cuộc sống ổn định hơn. Ngôi chợ này là nơi tụ họp thường xuyên của những người bán hàng rong nghèo ở quận Tân Phú. Người lập ra chợ hàng rong này chính là ông Lý Văn Hấp. Người bán hàng rong nơi đây hay gọi ông với cái tên thân thương, Bố Năm. Thì thấy bà con bị đẩy đuổi rồi dồn bắt, tôi thấy tội quá, thương quá. Gợi ý là cho mượn miếng đất đang trồng cây, thì đưa bà con vô đây bán để không có chiếm lòng lề đường. Nhiều người ngỏ ý muốn thuê khu đất của ông Năm làm kho bãi, trả giá cao hơn, nhưng ông Năm không chịu. Giờ đây, chợ ông Năm Hấp như là mái nhà chung cho bà con bán hàng rong trú ngụ, mưu sinh hàng ngày. Thích bán hơn là ở ngoài vỉa hè, tại vì ở ngoài vỉa hè thì nó cũng gặp nhiều cái khó. Một thì nó phải ô nhiễm môi trường, không ít thì cũng phải nhiều. Hai nữa rồi cũng như là mấy người đi đường đồ mình hay cản trở giao thông, xe cộ đồ đậu thì nó gặp cái khó khăn. Còn mình bán trong chợ thì cái cuộc sống mình nó ổn định hơn, mà lại không ảnh hưởng tới nhiều người khác. Bằng Năm không có đặt vấn đề là phải ký sạp, mấy quan trọng nhất cái quãng ký sạp này. Nhiều người người ta phải đăng ký, mỗi thành lập một cái chợ là phải ký cái sạp đó khoảng vài chục triệu thì anh mới có chân. Nhưng đây Bắc Nam này chủ yếu là làm sao tạo điều kiện cho người ta có cái chỗ buôn bán ổn định. Được biết, mỗi tháng hai bận vào ngày rằm và mùng 1, vợ chồng ông Năm lại tất bật chạy lên đình Tây Thạnh lo bữa cơm chay cho những người lao động nghèo, người bán vé số. Là lúc nào cũng không riêng lo cho mình mà lo cho mọi người, chăm lo cho nhiều người. Đó, cái đạo đức như vậy. Do đó chúng tôi cũng thấy rằng đây là một cái việc đáng học tập. Đã học tập cái gương này. Không chỉ làm tốt công việc xã hội, ông Năm còn là người chồng, người cha, người ông hết mực chăm lo cho gia đình. Nói về tương lai ngôi chợ của mình, ông Năm trăn trở. Mà nên cương quyết làm mạnh cái chỗ này để đưa vào những cái nơi phù hợp để bà con có chỗ mua bán. Nhưng mà mình phải tạo cái căn cơ thế nào có chỗ để bà con mua bán thì chúng ta mới dẹp được. Chứ còn nếu mà cứ đẩy đuổi thì nó tốn cái lực lượng của mình hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là mai phục cả ban đêm để mà dọn dẹp. Nhưng mà tôi thiết tha kêu gọi đó, những cô bác nào mà còn đất trống chưa sử dụng cũng nên cho chính quyền ở địa phương đó tạm thời cho mượn để sắp xếp nơi mua bán cho bà con.